hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô 1m67 nè mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, dạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói. Mà người ta nói nhiều thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... Sửa lại xíu đi. Để con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Dạ. Con thấy vậy. Có nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp điều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì. Nhưng mà con mong tìm một người á, kiểu điềm đạm, trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ, đúng rồi. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt? Không thích gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Không, con đặc biệt là không có gia trưởng. Này có da thịt thôi. Nè, bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20kg nữa. Tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước, cứ cầu. Trời ơi, làm sao mà Linh xuống được 8kg hả Vân? Mà ăn lãng mất cái sầu riêng không mà làm sao mà xuống? Còn chút chịu, chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20kg cho người kia biết mặt. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Đi ra dạ, hôm nay em đến chương trình với... Chào em trai. Chào chú Kinh Linh ạ. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Kinh Linh ạ. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa. Hôm nay con 28 tuổi. Sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Rồi, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ, hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý. Rồi con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Con thấy cái điểm yếu đó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Con có cái gọi là gì? Cái sở thích hay là cái đam mê gì không? Cuối tuần mà con hẹn được với bạn bè hay lên kế hoạch thì con hay đi leo núi. Nên thường mấy anh chị ở công ty cứ la con, tại vì mỗi lần mà cứ leo núi xong thì sáng thứ hai lên lại cứ lết. Nhưng mà vẫn cứ leo, tại vì mình thấy thích. Làm cái gì mà đổ mồ hôi, vận động này nọ thì thấy thích là con. Thích đúng không? Rồi, bạn Nam ơi. Điểm mạnh, điểm yếu của con là gì? Nói cho bên nhà gái nghe. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể. Nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn Nam ít nói cũng là điểm mạnh. Dạ. Rồi gì nữa con? Con không có hút thuốc, không có cờ bạc, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. Hai cái này nó có liên quan đó nha. Con nó từng nặng tới khoảng tới 121kg rồi. Sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100kg á. Trời giỏi vậy ta. Sao? Bên nhà trai 120 mấy ký, ta xuống 100kg rồi đó. Coi mình có xuống được thì xuống một ít đi. Ủa nhưng mà xuống đều chứ, đúng không? Ở bên đó là có một người xuống được, một người không xuống được. Thì cũng đừng nói gì tới bên tôi nha. Cán lắm mọi người. Mai mốt mà cứ gây lộn nhau hoài nó không có hạp. Khổ tâm thiệt luôn á con. Cô cũng buồn lắm. Bạn đó có ý chí nha con. Dạ. Giảm cân được là cực kỳ có ý chí luôn. Dạ, thôi bây giờ để sẵn cô hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con sao nè? Dạ, con có từng có một mối tình ạ. Bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Khoảng 2 năm rồi cô.
Con ơi, đã 2 năm ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? Con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý, nhưng mà con mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con. Nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết. Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô 1m67 nè, mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, dạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói, mà người ta nói nhiều thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... Sửa lại xíu đi. Để con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Dạ. Con cũng thấy vậy. Nói nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp điều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì. Nhưng mà con mong tìm một người á, kiểu điềm đạm, trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc, mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ, đúng rồi. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt? Không thích gia, gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Dạ không, con đây là không có gia trưởng. Này có da thịt thôi. Nè, bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20kg nữa, tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước cứ cầu, trời ơi, làm sao mà Linh xuống được 8kg hả Vân? Mà ăn lãng mất với sầu riêng không mà làm sao mà xuống? Còn chút chịu chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20kg cho người kia biết mặt. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Đi ra dạ, hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này, bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích. Trong cơ quan và tất cả mọi người như là một cái cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến. Thì trong công việc như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Về cái bạn bạn Khoa nhìn rất là hiền, phúc hậu. Và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn chị, cảm ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với công ty và sếp của con cũng công ty luôn. Sếp luôn hả? Sếp luôn, trời dạ. Ơi xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Sếp khỏe dưới rồi dạ. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền. Nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và tham gia chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó là hướng dẫn đi hớt tóc, mua quần áo mà thì còn mua quà rồi các kiểu, rồi thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất là quan tâm. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xinh không? Dạ xinh. Rồi vậy là ok đó. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ế thì cũng có đứa nó đang ế như ta. Anh hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau. Gia đình thương nhau quá. Sếp là thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Chào anh ạ. À dạ rồi. Cảm ơn anh ạ. Đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất vậy anh Khoa? Dạ, thì tại mình thì thích đọc sách. À. Đọc sách và truyện tranh. Dạ. Nhạc hoặc là cuối tuần rảnh rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhông nhông chung quanh. Dạ, thì em cũng đọc sách nè, xem phim. Nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn. Nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ, tại bạn này rất là xinh, hiền.
đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Nên nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon, thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai, chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười, em về anh hứa giảm 10 kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu háo háo mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trai hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm, cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết cho bài thơ rồi đó. Rồi bên em trả lời đi Như. Cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Dạ. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên á, anh khá là buồn. Sếp anh có khuyên bảo, anh dụ rồi đăng ký chương trình cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Dạ. Nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó? Chúng ta trao đổi với nhau đi. Thì tại vì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với cha mẹ. À dạ đúng rồi. Anh không cần gì thêm. Nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc. Yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Đó cũng là ý của anh. Anh cứ muốn đây có một là mình phải là một cái chung thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm hai tay nhau, nắm chặt vào. Rồi nhìn nhau, không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Dạ anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho anh xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cũng bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già. Đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 rồi. Hết thời gian. Tôi nghe 2 tiếng cạch rồi. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau đi. Chúc mừng hai sếp nha, đạt được tâm nguyện nha. Hãy nói điều gì với gia đình của hai bên và các sếp của mình đi, em trai. Con tưởng tượng nè con, giống như gia đình hai bên đang ngồi coi truyền hình đó. Con xin chào hai bác, bạn gái. Con xin phép được quen biết bạn. Nếu được quen biết thì con sẽ yêu thương bạn hết mình. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Yeah. Xin phép bạn gái cho hôm đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho. Trời ơi,
Hồi hộp không con? Hồi hộp không? Hồi hộp ạ. Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đấy có nụ hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch. Chúc hai em hạnh phúc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây, hoa của con đây. Dạ, con cảm ơn cô. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, hãy giữ lấy nụ hôn đầu đời ngày hôm nay để chúng ta làm hành trang cho một cuộc tình và sẽ đi đến cuối con đường. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mai mốt mà đi tham gia vợ chồng son là nhớ nha. Có câu hỏi là nụ hôn đầu tiên của các bạn ở đâu? Là dạ, nhớ là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nghe không? Dạ.